Xin chào quý anh chị đang quay trở lại với video tiếp theo của em Hải ạ. Kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Hôm nay thì chia sẻ anh chị mình một lô đất mặt tiền kinh doanh anh chị nha. Đường đẹp, đó con đường này này. Nhưng mà để em ra em giới thiệu sơ cái con đường trước này cho quý anh chị mình xem. Cái khu vực ngã tư em đang đứng này, đây chỗ này là ngã tư, hồi trước là ngã ba thôi, giờ thành ngã tư rồi quý anh chị. Đây là phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Con đường cắt ngang này là đường Trần Hưng Đạo. Con đường bên kia đường là đường Hai Bà Trưng. Đó, đây là phường Đông Hòa quý anh chị nhá. Phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và lô đất em giới thiệu anh chị mình thì siêu đẹp, kinh doanh đa ngành nghề. Đấy, nó gần khu vực ngã tư này. Nó là nằm trên đường này này quý anh chị. Đường này là đường Hai Bà Trưng nối dài. Hiện tại bây giờ là chưa có tên đường nhưng mà hiện tại ở đây là người ta gọi là Hai Bà Trưng nối dài quý anh chị nhá. Đây chạy thẳng ra Bixi này, ra Bixi tầm 600-700 m thôi. Đây. Đường bên kia đường là Hai Bà Trưng quý anh chị nhá. Hai Bà Trưng ha. Còn đường này đây. Đường này đường Trần Hưng Đạo quý anh chị, chạy thẳng xuống đây này. Đây thẳng cái tay em này là xuống chợ Di An 1 quý anh chị nhá. Chợ Di An nhá, chợ Di An 1 nhá. Còn hướng bên này. Đây đường này Trần Hưng Đạo luôn. Chạy thẳng là ra quốc lộ 1K, chỗ ngã ba cây lớn đó quý anh chị ha. Chỗ ngã ba cây lớn quý anh chị nhá. Trần Hưng Đạo này thì bây giờ nó dao động trên dưới 100 triệu một mét quý anh chị nhá. Đấy, trên dưới 100 triệu một mét vuông. Còn cái lô đất mà hôm nay em chia sẻ anh chị mình là con đường này, con đường mới làm luôn của Di An. Rất là đẹp, rất là tiềm năng. Và giá đang rất là tốt, chỉ có 76,5 triệu một mét vuông thôi anh chị ơi. Đấy, một con đường rộng 30 m, rất là đẹp, nối từ khu vực đường Trần Hưng Đạo và chạy thẳng lên Bixi. Đấy, đường này chạy thẳng ra Bixi luôn quý anh chị ạ. Chạy thẳng một đường này thôi là ra tới Bixi Gu ha, Bixi Di An á. Đây là phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Đấy. Khu vực này tiềm năng lắm quý anh chị ơi. Sắp tới khu vực này con đường này rất là sầm uất rồi quý anh chị. Để kinh doanh vạn ngành nghề quý anh chị nha. Và hiện tại bây giờ là đang đầu tư rất là ok. Đấy, mức giá rất là tuyệt vời. Con đường này nó mới làm, mới hình thành thôi, mới vừa làm xong luôn. Đây là bây giờ sắp tới con đường này khoảng tầm 1 đến 2 3 năm nữa thôi sẽ kinh doanh rất là sầm uất đấy quý anh chị ơi. Rất là đẹp ha. Lộ giới đường này là 30 m tính cả vỉa hè cây xanh. Vỉa hè này là 5 m thôi quý anh chị. Vỉa hè 5 m này, làm mới hoàn toàn này. Đường rải nhựa này, rất là đẹp này. Và con đường này chạy thẳng ra Bixi giống như em nói ha. Chạy thẳng một đường này là ra Bixi nha. Đó, ra Bixi Di An. Đây, lô đất hôm nay chia sẻ anh chị mình là một lô đất ngang 5 dài 19, tổng là 96 m². Lô này. Lô trống đó quý anh chị thấy không? Đó. Chỗ cái tường đỏ này qua bên này, ngang 5 anh chị nhá, ngang 5 m ha. Đó, rất là đẹp quý anh chị nha. Đấy. Ở ngã tư hồi nãy em vừa đứng đó, đó, đường cắt ngang đó là đường Trần Hưng Đạo đó quý anh chị ha. Đường bên kia đường là đường Hai Bà Trưng, đó. Bên đó đường là đường Hai Bà Trưng, đường đó chạy ra trung tâm y tế Di An á, bệnh viện Di An á ha. Đó bên đó là Hai Bà Trưng ạ. Còn đường cắt ngang này là đường Trần Hưng Đạo. Đây, lô đất mình đây, ngay ngã tư đường gần trường Trần Hưng Đạo luôn. Đó. Hướng này ra Bixi Gu Di An. Đây là phường Đông Hòa anh chị nha. Trung tâm của Di An nha. Đây đất mình đây. Vỉa hè 5 m đẹp. Ngang 5. Quý anh chị, đây. Ranh giới mốc giới từ đây. Qua đây. 5 m ha. Sâu thẳng vào kia đó quý anh chị. Đó. Chỗ nhà ha, chỗ bồn nước ha. Dài 19 anh chị nha. Đấy, đất đẹp. Đất sạch, đất đẹp. Thổ cư 85 m, tổng là 96 m nhưng mà thổ cư 85 m, ngang 5, dài 19. Đó. Con đường này quý anh chị thấy tiềm năng không? Mới vừa làm xong luôn quý anh chị nha. Mới vừa làm xong luôn nha. Nó gọi là Hai Bà Trưng nối dài nha, 30 m rộng. Đó, con này con đường này nối ra khu vực Bixi là khu vực trung tâm của Di An á, nên là sắp tới đây kinh doanh rất là sầm uất quý anh chị nha. Đấy, tiềm năng rất là cao. Con đường Trần Hưng Đạo đó là trên dưới 100 triệu 1 m rồi. Nhưng mà lô đất này nó tính ra mới có 76,5 triệu 1 m thôi. Tổng tiền là 7 tỷ 350 triệu sổ riêng ha. 96 m, thổ cư 85 m, ngang 5 dài 19. Hướng Tây Bắc. Rất là đẹp quý anh chị nha. Đấy, tiềm năng để quý anh chị mình đầu tư kinh doanh buôn bán ha. Tích lũy tài sản ha. Và có thể xây nhà lên cho thuê quý anh chị nha, cho thuê đất cũng được, xây nhà cho thuê cũng được. Đây là những cái vị trí đẹp để mình kinh doanh buôn bán sầm uất tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Rồi. Em Hải chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật các sản phẩm tiếp theo của bên em ạ. Em xin chào ạ.